Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ tới quý anh chị và các bạn một video có chủ đề về xem bói nốt ruồi. Nốt ruồi dưới cằm ở vị trí nào thì phú quý, còn ở vị trí nào thì đáng lo. Nhưng nốt ruồi dưới cằm thường hay được để ý tới, nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa ẩn tàng ở sau đó. Nếu bạn có nốt ruồi ở vị trí này thì hãy cùng chúng tôi khám phá xem đáng mừng hay đáng lo nhé. Một lớn, ý nghĩa của nốt ruồi dưới cằm. Xem bói nốt ruồi dưới cằm cũng như xem bói nốt ruồi toàn thân, ta đều xem xét vị trí cụ thể của nó để xem chúng mang một ý nghĩa như thế nào. Nhưng nhìn chung, họ đều là những người có một tính cách. Người có nốt ruồi dưới cằm có tính cẩn thận, làm đâu chắc đó, luôn thận trọng, tính toán kỹ càng trước sau mọi việc. Ngoài ra, họ cũng là những người phóng khoáng, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh. Chính vì thế, họ được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Đây là tính cách tốt, cần giữ vững và phát huy. 2. Về sự nghiệp. Những người có nốt ruồi dưới cằm là những người có con đường công danh sự nghiệp tương đối thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Nốt ruồi dưới cằm thấy được con đường công danh rộng mở, tuổi trẻ thì biết nắm bắt. Càng lớn tuổi, càng thành công, họ thường được mọi người giúp đỡ nên vượt qua khó khăn khá dễ dàng. Mặc dù cũng phải trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp, nhưng kết quả sau cùng vẫn là được có cuộc sống giàu sang phú quý. 3. Về tình cảm. Nhìn chung thì những người sở hữu nốt ruồi ở dưới cằm khi còn trẻ có đường tuyến duyên khó được như ý, nhưng càng lớn tuổi thì càng thuận lợi. Họ nên lập gia đình muộn sẽ tốt nhất, cuối đời được hưởng hạnh phúc. Gia đình con cháu hiếu thảo, ngoan ngoãn, hòa thuận. Hai lớn, luận tứ nốt ruồi dưới cằm của nữ giới. Nốt ruồi nằm ở mỗi vị trí khác nhau ở dưới cằm của bạn, mang ý nghĩa cụ thể khác nhau. Một, ở dưới cằm bên trái. Về tính cách, phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này thường là người dịu dàng, nữ tính, thông minh, tinh tế, nhạy cảm, có thể nhanh chóng đoán biết được tâm lý của những người xung quanh. Họ tài giỏi, có khả năng lãnh đạo, nhiều tài lẻ và có năng khiếu về nghệ thuật. Về sự nghiệp, họ không quá coi trọng công danh sự nghiệp nên khó công danh rực rỡ. Thế nhưng, ưu điểm của họ là người biết tự lập, dù kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không cần nhờ vả dựa dẫm vào người khác. Về tình cảm, họ khá đào hoa, luôn nhận được sự quan tâm, thu hút ánh nhìn của những người khác giới, dù họ không phải lúc nào cũng xinh đẹp và duyên dáng. Đây được coi là nét tướng đại cát, nét tướng của người phụ nữ vượng phu ích tử. Họ càng là hình mẫu của bà mẹ lý tưởng, ưu tiên chăm sóc con cái hàng đầu. Họ luôn quan tâm chăm lo đến hạnh phúc của gia đình. 2. Ở dưới cằm bên phải. Về tính cách, mẫu phụ nữ này vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực, luôn hướng tới những điều vui vẻ, luôn biết cách tạo ra niềm hứng khởi và động lực cho những người xung quanh. Về sự nghiệp, họ không coi sự nghiệp là mục tiêu cuộc đời nên công việc khá mờ nhạt, thậm chí nhiều người chọn việc ở nhà nội trợ không đi làm. Nhìn chung họ không giỏi trong việc kiếm tiền, không thích cạnh tranh. Về tình cảm, được bạn trai yêu chiều, tự khi yêu có cuộc sống khá êm đẹp bên gia đình. Họ không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc khi đã có chồng lo toan đầy đủ, thường gặp được người chồng tốt, giỏi kiếm tiền. Họ rất giỏi trong quan xuyến gia đình, có đứa con ngoan ngoãn và hiếu thảo. 3. Nốt ruồi ở giữa cằm. Về tính cách, nốt ruồi nằm ở giữa cằm ở nữ giới phản ánh đặc điểm của phụ nữ giỏi tính toán, khôn ngoan, biết chi tiêu hợp lý. Về sự nghiệp, họ rất giỏi việc đầu tư của cải vật chất, đất đai rất nhiều và không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Người này có hậu vận vô cùng tốt, tiền bạc đủ đầy. Về tình cảm, là chỗ dựa tinh thần cũng như biết đưa ra lời khuyên cho chồng khi cần. Họ cũng là mẫu người có thể hỗ trợ cho người xung quanh đi tới thành công. Là hình mẫu cho con cái noi gương, chúng có thể dễ thành đạt hơn so với đứa trẻ khác. 4. Nốt ruồi ở nọng cằm. Nốt ruồi ở đây tiết lộ con đường tài vận rất thuận lợi của người phụ nữ. Khu vực nốt ruồi ở nọng hay gần cổ đều có chung một số đặc điểm, có tướng số tương lai như tài vận tốt, vượng phu ích tử, mang lại nhiều thành công cho chồng con. Những nốt ruồi ở cằm nói chung và cụ thể vị trí khuất dưới cằm đều cho thấy một người phụ nữ giỏi chăm lo gia đình, hy sinh nhiều vì chồng con. 3. Lớn, luận tướng nốt ruồi dưới cằm của nam giới. Một nhỏ,
nốt ruồi dây cằm ở bên trái. Về tính cách là người không kiên nhẫn, làm việc gì cũng nhanh chán, không kiên định với mục tiêu, dễ bỏ cuộc, không thấy thành quả là không có động lực để tiếp tục cố gắng. Về sự nghiệp, với tính cách nông nổi, làm việc hời hợt, không dồn hết sức lực, nên những người đàn ông có nốt ruồi vị trí này gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách trong công việc. Họ hay gặp trở ngại trên con đường kiếm tiền, làm giàu, cần đề phòng họa hao phá tài của. Nhưng nếu cố gắng vươn lên thì sau tuổi 35 họ vẫn có thể gặt hái được những thành công nhất định trong con đường sự nghiệp. Về tình cảm, đây là biểu hiện của người đàn ông háo sắc đào hoa, tình trường phong phú. 2. Nốt ruồi ở cằm, phía bên phải. Về tính cách, thường là người nóng nảy, vất vả, khả năng là người trong gia đình sẽ mắc chồng bệnh, sức khỏe suy giảm. Về sự nghiệp, họ thường hay mâu thuẫn, tranh chấp với người khác về vấn đề tiền bạc, giỏi kiếm tiền nhưng cũng rất dễ rơi vào tình trạng phá tài nếu không biết cách chi tiêu hợp lý. Về tình cảm, người này sống rất trọng tình nghĩa, được rất nhiều người yêu quý, họ cũng rất chăm lo cho cuộc sống gia đình, làm gì cũng nghĩ đến cha mẹ, anh em, vợ con. 3. Nốt ruồi ở giữa cằm. Về tính cách, nam giới có nốt ruồi giữa cằm là kiểu người không trung thực, ham vui, thích chơi bời, tư lợi về mình, hay lươn lẹo nên không được nhiều người quý trọng. Họ có hành động và suy nghĩ thoải mái, không muốn phải tuân theo bất cứ khuôn phép nào. Về sự nghiệp, có thể có ngay được sự thành công nhờ sự lươn lẹo của mình, nhưng những gì có được đều không bền. Họ thường xuyên gặp phải vấn đề về tài chính. Bên cạnh đó, với bản tính này, nếu không chịu sửa đổi, thì công danh sự nghiệp khó gặt hái được thành công, càng thăng lam càng dễ thất bại. Là người đào hoa, phóng khoáng trong chuyện tình cảm, nên thường hay lăng nhăng, khi yêu khó tìm được người thật lòng. Nếu ai yêu và cưới thì họ lại không chịu được sự đều đều trong gia đình. Vì vậy, gia đình cũng không được êm ấm do tính lăng nhăng của họ. Nốt ruồi có lông ở dưới cằm. Về tính cách, đàn ông có nốt ruồi này hầu hết là người thông minh, tính cách hào phóng, biết tính toán. Cuộc sống của những người đàn ông này thường nhìn chung khá thuận lợi, giàu có. Về sự nghiệp, mọi việc thuận lợi đều trong khả năng của họ. Họ hay được người khác giúp đỡ, nên dù có khó khăn thì cũng vượt qua được hết. Về tình cảm, bản thân họ sinh ra đã có tướng phú quý, hào hoa hơn người, luôn có được nhiều người phụ nữ vây quanh. Họ phải tỉnh táo mới mong tìm được người phù hợp với mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.